Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thể thao Win, và trên tay mình hôm nay là đôi giày mới nhất mang tên Amro Microfiber M01. Đôi giày được nhà sản xuất đánh giá là một trong những siêu phẩm của năm 2020. Và đồng hành cùng với mình hôm nay là một người bạn rất đặc biệt. Xin chào mọi người, mình là Xuân Định. Hãy cùng mình và Định mang đôi giày này ra sân và trải nghiệm xem thử nó có xứng đáng được gọi là siêu phẩm của năm 2020 hay không nhé. Let's go! Với góc độ là một người thường xuyên đi đá bóng thì cảm nhận đầu tiên của em khi nhìn vào cái đôi microfiber M01 này thì em thấy nó như thế nào? Đầu tiên thì em thấy màu sắc của nó rất là mạnh mẽ và cá tính, bởi vì em cũng là một người rất là thích màu đen. Còn anh thì anh thích những cái màu đó nó nổi hơn một xíu, chẳng hạn như là cái đôi màu vàng đồng này anh đang mang chẳng hạn. Mà sao em thấy đôi giày này nó nhẹ quá ha, không biết là trọng lượng của nó bao nhiêu anh ha? Thì cái dòng microfiber này thì trọng lượng của nó chỉ khoảng 210 mấy gram thôi, nhưng mà nó nhẹ mà theo kiểu là cứng chắc đó nha, chứ không phải là nhẹ như kiểu mấy đôi giày khác mà cầm vô nó như cục vải vậy. Mà em thấy nó vừa nhẹ mà nó vừa mềm nữa anh, không biết là da của nó là dùng từ chất liệu gì vậy? Thì cái đôi M01 này được làm từ chất liệu là microfiber, là cái dòng da nhân tạo cao cấp gần giống với da thật nhất, được nhiều hãng thể thao lớn trên thế giới sử dụng vào những cái mẫu giày bóng đá của mình. Một phần nó giúp cho cái đôi M01 này nó nhẹ hơn là nhờ vào cái phần đế giày được làm từ cao su nhẹ light rubber, và thiết kế của nó cũng khá là đặc biệt với các hình thoi dài giúp cho cái việc mà tăng tốc và bám sân hơn khi mà di chuyển ở tốc độ cao. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình và Định trải nghiệm thử đôi giày này trên chân nhé. Sương sương anh ơi. Sau hơn một tiếng trải nghiệm đôi giày M01 này thì em thấy nó như thế nào? Em thấy nó rất là nhẹ nha, mà mềm nữa. Em mang nãy giờ một tiếng rồi mà chưa bị đau chân nữa, mà cũng ôm chân luôn anh, form giày cũng ôm phía chân em luôn á. Em mang thì khi mà em di chuyển á thì nó có bị một cái trở ngại nào đó không với cái dòng giày nào? Em cảm giác là không á, tại vì em cảm giác xe chở rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã đón xem clip playtest lần này của tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.